Bạn dạy bóng bồn ở học nế ngày nay trong các cái website video learning bạn chạy làm lấy chuẩn này đăng chuẩn bóng bồn về phần năng tăng đa cái này lấy một phần bấy và về phần năng investment in associate và hay năng joint venture anh ấy bây giờ bỏ chiếc máy bên đây thà cả ví dụ năng nhiệt sản phẩm và hay năng cầm hôn room tuần và ta với đại sản khán cứ lúc này trời dồn về phần năng ta với ở chung thà associate bạn với ở chung thà joint venture lúc nông stong đa cận đây đại về phần năng associate và năng joint venture nên cứ miền stong đa cận đây xây tiền và ta chung post stong đa cận đây lấy một phần bảy những cứ đào từ lư thị xã equity measure miền này thà tại tôn từ lư ta dương bằng hai và tuần lấy là mạch nông nông bài ca balance sheet hai nông tua lấy bằng hai nông nông bài ca income statement rồi có profit and loss anh ấy cứ nông nông standard cái này lấy của pay em pay và chỉ rùa máu cứ mình này đào từ lơ thì sa equity measure ta ta dựng kiện này là mạch ở trên sông bằng hai nhà làm ất chuyên dụng địa và để tôn ở với chia associate và hai standard lấy của pay em pay cứ đào và bằng xe hình tiền chứ bố xong là hiện nay lên một phần bánh cứ đồng rơi ao investment và in associate nâng cứ pra vị thị xã equity measure và chân địa tôn từ lơ vị thị xã equity nâng cứ nhầm nâng bình chôn chung lục nẹ và nơi tầm bộ một tọa tiền và nâng cứ chia video introduction tầm bộ một phát và tầm bộ nâng xong là lên một phần bánh bây giờ ai chung bố và tầm tôn từ lơ joint venture nâng có về tầm tôn xong là lên đọc mùi đai bản ai ai đọc mùi nâng cư bẹp bọn nâng cho anh rành cho mắn đai bạc đồng rơi ai bẹp bọn nâng cho anh ca bình dục từ lời cho anh bên chơi nâng có pra tam thị xa equity mê sơ đài và ta bên miên cạn lấy hai thả lực lấy môi trường luôn bản và ti mà phê mấy cư nhóm lịch ban dây nhóm cư stong đa lên phê mấy cư đau từ lời thị xa equity mê sơ và trẻ tôn từ lời hay thả ca bình dụ xâm rập associate nên nâng joint venture chứng tiệt tôn từ lơ associate nâng joint venture nên cứ bạn apply tam thị xã equity method hay equity method nên cứ nâng nông scope và stock đa lệnh phê bày và sân bếp con nâng joint arrangement và joint venture tiệt tôn xây cái joint arrangement venture lập ảnh nâng cứ nâng nông stock đa lệnh đập mùi bạn chúng sư ta ở với những chất tục tha chi associate nó không nông ca nó vật chất đánh và sân bạc nà lục nệ và tình phía hồn của môn nà mũi cư nơi chuẩn lọc đi một phẩy phía rối và này từ hạt sập phía rối và chân mình này cùng hôn ở dương vị dụ nó cứ gọi chúng ta associate mình là investment in associate ưu thọ cả này dương chú cùng hôn ABC và dương ban tình cùng hôn tịnh vài giật dương ban tình phía hồn nơi chỉ lọt đi mà phải từ 20% rồi chứng cầm hôn XYZ là dương vị dụng nâng cứ kéo chung một thá và associate kéo chung một thá investment in associate mình men chứ sắp xe rì thì và sắp xe rì cứ mình thông chương 20% rồi nâng cứ cho nông sắp xe rì và ta bị tổ nâng cứ nhầm ổn dễ bẹp con nâng sắp xe rì thì và chứng bà kana dương investment hôn cầm hôn XYZ hay XYZ chia associate bao dương miền này tha dương chia được vị dấu nó cứ miền là significant influence và miền atypical của song này atypical là nó cứ sầm đái từ lơ dương miền hai tha châu ruộng phân ca bằng ca policy same same từ tôn từ lơ financial policy rồi có từ lơ operation policy hay dương miền hai tha sầm mà chất đồng nàng không thực xa ba và miền này tha dương miền bot miền sầm mà chất bot đồng nàng ở dương đài và những ai chặt ná rồi có cắt chặt cầm ná mới đầm bây vừa chia bót đầm ná ở cầm hôn ABC dương và chân nâng hơi kia ở chúng ta significant influence nhưng còn là dây chúng mình sẵn khăn biết thầy bạc cứ tìm mỗi cư dương châu rút nâng cao bằng các policy same thing rồi chia financial policy, operation policy ở dương miên sẵn mà chất bót đầm ná và ở cầm hôn dương nên cứ cái riêng này thay vì miên hay là significant influence bạn chẳng sâu dễ nên cứ mình men bạn mới thay bản thân chỉ dương investment đang in là sâu dễ mới thay dương on control của một đồng tiền
control miền này tha dương miền sẽ đáp rú nhưng mà thọ cả này lúc này tình trong hôn ảnh vài giật không chừng 20% rồi tình chất sập được có 20% rồi miền này tha dương control bà miền này tha trong hôn ảnh vài giật nâng tới chia sắp xỉ rì dương nằm đó mình mới là sâu dễ thế chẳng bà kà vì ở sắp xỉ rì miền này dương control vía à nâng vừa trông lạc khăn là sâu dễ thế à sâu dễ thế miền này tha dương ọt control thì ở nâng tìm mối tìm bí cư mình thay dương ọt join control thì cả na join control bị chôn lệ khăn join venture join arrangement và join control mình thay approve room nè và dương dễ sao mấy cư approve room nè bởi dương ọt approve gọi bà này và ta bởi cả na dương control dương mình sẽ approve và anh ấy cư approve room nè approve room nè cư vì mình chỉ associate associate cư ọt ọt chẳng thế nữa, à số dễ cứ còn là dân còn là pull, dùng miền hay là từng mặt phải khá đại, từng mặt phải, bởi vì sao mấy từng mặt phải khá đại, và bạn ấy dùng đôi bàn giấy cứ bởi dân tinh chuẩn lọt pi một phi từ 20% rồi, anh ấy cứ công cả nó vắt, dùng chặt tục tha, dùng miền sinh viên khăn blue anh này, và thay cầm muốn ít vài dẫn đến tới chi à số dễ bởi dân. Chẳng được tôn từ lơ với thị xã equity method ប្រ សិន បើ កាល ណា យើង investment នៅ ក្នុង associate បាទ ឬ joint venture ហ្នឹង គឺ យើង រៀប ចំ របាយ ការណ៍ និង ធុរ រួម consolidated financial statement គឺ យើង ប្រើ ប្រាស់ តាម equity method យើង អត់ ធ្វើ តាម consolidation method ដែល យើង រៀន ហៅ ថា line by line នេះ តទៅ របាយ ការណ៍ ធុរ រួម ក្រោយ video មុន ខ្ញុំ បាន introduction ម្ដង ឬ បើ កាល ណា យើង ទិញ ភាគ ហ៊ុន បាទ ធំ ជាង 50% អា ហ្នឹង គឺ រៀប ចំ របៀប មិច anh ấy cứ ọt chẳng thế nè, riêng riêng trong bài ca rụm nó cứ không lệ khăn về chiều phê chi equity method và trong một lúc nữa investment chi lệ investment trong hôn nắng chi associate rồi trên quan chi joint venture nắng cứ riêng para tam visa equity method chúng tôi visa equity method cứ riêng riêng còn lại về bạn nơi tam kho việc lại đang bị đầm đòn ta ta riêng chúng lại off mãn riêng từ tour score phần nắng bạn dương tinh trong môn ảnh bài giật nâng chùm nôn xam sạc thịa rồi thịa hôn xam sạc thịa rồi thả xma nâng đọc điện là được chứ luôn nãy riêng này đọc điện là debit cứ investment in associate đọc điện là credit khách đọc điện là còn là bị tổ lý cư nhầm ở ban của hai anh chị tùa lấy đề bản bị tổ cái cư nhầm nông dân lúc nãy việc con nâng tùa lấy và anh cứ con là introduction bởi mình vô lúc bị du đá bị đau quên mà nè xong đá hiện nay mới cứ quên của xong này chứng bật top bây giờ từ tour score bây giờ khó hỏi chỉ tham mặt nát đầm lấy investment in associate tại những miền ca prai pru và miền ca prai pru chứng prai pru là p nè và prai pru cứ là p đại công môn x y dẫn năng chỉ công môn đại chỉ associate đứng chỉ công môn là dương vi dụng cứ miền trận đánh kha này chứng mà gana bia trận đánh with for tập prạ để dư investment cứ càng là ta bực càng là khác nâng cứ dư thoi cho tam lần tầng và nâng trong nơi tìm mũi trong nơi tìm pi bạn đã chưa dùng mấy dòng khăn đấy tiệm con nâng ở nập pê đài crom hôn nâng chuẩn đánh cứ dư tour score via chi income dư và ta chung cua crom hôn nâng chạy đi vật đần crom hôn x y z là chạy đi vật đần dư cứ mình bên chi income dư tì pi nữ rừng fly nhìn tình đó dư tour score chấm nâu và dưới cư dư tour score net tour score income prạ chấm nánh rồi bọc trong môn x y z tour score prạ chấm nánh rồi bọc trong môn x y z nâng cư đã cho nâng trong môn và dưới cư trong môn abc và tam phía rồi để dưới control và dưới control chấm luôn xam sắp dưới con xam sắp phía rồi tờ và phần ta là p đã trong môn ếch vai dẫn nâng chạy đi đần ao đi đần vào dưỡng à nâng cư dương tự đọ tranh bình đọ tranh vì tập prạ vì dục vào dương bình rồi tha dương tự score prạ chẳng mình đuổi ta hỏi chẳng bởi cái này dương tự score đi đần chị in khám tiết vì mình đọc bò vào đây mình bị đòn vào đây trong dương mình nâng á và à nâng cư chúng nói đi xe thì phi bà là lúc nãy từ xoay nhốn và tí bấy bẹp con nâng ca prai prua và chỉ thông mặt đá nâng phê đại dương từ bốn lối dương tinh phía hốn với tha sang dập phía rồi và coi mất cái dương ai tinh thay một đọc phía rồi tức là sang dập phía rồi chứ mình thưa ơi đầm lấy vì dụng bởi dương cơ còn mình ca prai prua đài vì dương ai tinh dương ai lụ trình khả và
hay chúng mình tức cứ bẹp con đồng OCI và Other Comprehensive Income và sẽ tôn từ lơ equity nhắn sẽ tôn từ lơ element và sẽ tôn từ item bẹp con đồng equity rồi chia miền ca viên lại sẽ xem xế chứng mà gana viên lại sẽ xem xế như được có miền item môi trường nốt là dương viên lại tam và tam song đa cận này xế mới thôi ao equity dương can là rồi chia revaluation surplus và chúng nó bên nó có vừa ao hay tha investment nó cũng associate nó có vừa ao thay đam với những trái phù đài chúng thay đam với những trái phù miền chúng nói sông khăn thì mỗi cứ nó bên đã tạo chúng nính rồi bỏ associate nó và được khả năng thì bây cứ nó bên đã chạy đi vận đánh và thì bây cứ nó bên đã dương tinh thì ôn một thay rồi có dương lộ trình và thì muốn về con nâng OCI nên này tha person bacana kromon associate nung ban viên lai asset mua dùng luôn tam market value đối chia revaluation dập lên nung và có xây tiết chẳng biết vừa ao và biết vừa ao tập prat là dùng investment nung nung associate nung có prai pro đại anh ấy nhung con introduction này mà biết ao cao cứ nhung nung bình dồi chịu từ họ lúc nãy mơ biết ao pi nung tới cứ ai dồi khác hay mà nè và anh ấy cứ chia bẹp con đang mặt thay mà anh ấy cứ mình đây ta giúp đào từ lơ tua lệ và hai nhập nung bài cao và lên xịt anh ấy giúp đào từ lơ tua lệ investment in associate đa chi một hết asset và hai nhập nung bài cao và lên xịt và ta anh ấy cứ giúp đào từ lơ bài cao income statement mình và anh ấy bị cô này chỉ thông mà đã nập về associate nâng chuẩn đánh nhưng mình record debit cứ investment in associate thằng debit hỏi credit bao dưỡng cứ income from associate điện tử chẳng à income nó cứ chôn bài ca income statement đại diện cho chúng ta statement of profit or loss and OCI và cần nắp vào ban nhé thì mình đây thay chia bài ca income statement đằng này và mình đây chẳng á chẳng à chẳng đánh được bao associate nó chôn được nông income statement mà ta tôn từ lơ OCI rồi bao associate nó cứ chôn được nông OCI bao dưỡng này và nhìn đây bạn nè nó ngồi dưới cất lấy từ đây bạn nè OCI nó cứ làm ắt to tiết bản nó cứ đặt đến phố đáy và tại vì cả là dương miền ca lụa tùm ninh ở khía bạn nó cứ dương trời bị mù chào lúc đi chành bạn nên cho nên thấy ai để và tại lúc chánh cứ tam tập hiện rồi và dương thì tâm cầm đất hiện rồi và dương đại dương control về và nó cứ dùng mạch xe mùi tiết bạn ta vừa cana trực tiếp lôi khi từ bên máu anh ấy cứ ọt remove chào thì bạn ọt remove account receivable nữa account payable thì anh ấy bị copy ở tôn từ lơ dương tinh phía hôn đài lơ pi ha sắp phía rồi thì copy subsidiary nội lại nhé à và sân bàn lúc này trong điên song đa cận lấy xem tiết làm ắt lúc này ai mở link hàng cầu nông bán link link hàng cầu nó cứ ai và ai điên song đa cận lấy xem tiết bạn và nick cứ chia ca chạy cùng lên và trong càng nghiệp website video learning và sân mà cana lúc nè bạn miền chúng ngon lại nào mỗi cứ và ai comment số bán và học quân lúc nè tam tam video này chập đam thì tầm bốn hốt đòn chập và chuẩn quân lúc nè tầm nào